Một nhánh cầu vượt Thủ Đức, hay còn gọi là cầu vượt Trạm 2, thuộc phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vừa bị sạt lở nghiêm trọng vào khoảng 7 giờ sáng nay. Sự việc khiến lực lượng chức năng đã phải tổ chức phong tỏa khu vực này vào sáng nay, không cho các phương tiện lên cầu nhằm đảm bảo an toàn cho người và xe khi lưu thông qua đây. Tại hiện trường, toàn bộ mặt đường và ta luy dài hơn 20 mét cùng nhựa đường, đất đá bị kéo sạt xuống dưới. Hàm ếch do sụt lún tạo ra cao khoảng hơn 1 mét và chưa có dấu hiệu dừng lại khi tiếp tục ăn sâu vào lòng đường. Ngay sau sự việc, nút giao thông này đang bị phong tỏa để khắc phục sự cố. Tính đến 16 giờ cùng ngày thì các đơn vị thi công vẫn đang tiến hành khắc phục sự cố tại khu vực này. Nguyên nhân bước đầu được đưa ra là do những ngày qua ở thành phố Hồ Chí Minh liên tục có những cơn mưa lớn kéo dài. Theo đúng thiết kế thì nước mưa sẽ tự thoát ở các góc đường dẫn lên xuống cầu. Tuy nhiên, lượng mưa quá lớn đã gây nên sạt lở, gây nên lở đất và làm sạt hàng chục mét ta luy như thế này. Để tạm thời khắc phục sự cố, các đơn vị chức năng đã phải dùng rọ đá để gia cố đầu sạt lở, đồng thời xếp lớp những bao tải cát như thế này để hạn chế nước mưa đổ xuống khu vực sạt lở. Tuy nhiên, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh những ngày này diễn biến phức tạp với những cơn mưa lớn kéo dài vào mỗi chiều tối. Sự cố xảy ra đang khiến cho những người dân lưu thông trên cầu vượt Thủ Đức càng cảm thấy lo lắng. Nằm ngay cửa ngõ phía đông bắc từ các tỉnh vào thành phố Hồ Chí Minh, nút giao thông cầu vượt Trạm 2 với nhiều nhánh kết nối xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1A được xây dựng trên diện tích 27 ha từ năm 2004, được xem là hiện đại, lớn bậc nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc phân luồng, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông.